Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Hôm nay phải nói thẳng với các bạn là mình sẽ mang đến cho các bạn một dòng sản phẩm chắc chắn là rất đặc biệt từ cấu hình cũng như ngoại hình của chiếc máy. Nếu như các bạn đã từng liên tưởng đến những chiếc Alienware để chơi game đúng không? Dell Alienware, những chiếc máy tính chuyên để chơi game và làm đồ họa bao giờ sẽ có trọng lượng của nó là bịch. Nếu như thông thường những chiếc máy chơi game thì các bạn sẽ thấy là màn hình ít nhất cũng phải là 14 inch đúng không các bạn? Và nó to hơn, chuyên nghiệp hơn thì nó phải 15,6 inch và nó to hơn nữa thì là 17,3 inch. Và trọng lượng của những chiếc máy này thì ôi rồi ôi, bây giờ nó nặng rất là nặng đúng không các bạn? Nhưng thưa các bạn, chiếc máy của mình mang đến nó lại trọng lượng của nó lại cực kỳ nhẹ, nó chỉ hơn 1 cân thôi. Nhưng lại trang bị trong mình cái phần cứng khủng. Và kèm theo đây là thương hiệu Alienware các bạn nhé. Đó, và cam màn hình nó là GTX 965. Một chiếc máy chỉ có màn hình 13,3 inch như này. Đây là chiếc máy có màn hình 13,3 inch, gần như là cái máy trọng lượng mỏng nhẹ nhất bây giờ. Nếu trong quá khứ thì Alienware đã từng sản xuất những chiếc máy màn hình 11,6 inch thì nó đã đồ tử rồi. Thì 13,3 inch tìm trên thị trường này cực kỳ hiếm mà chưa hết đâu các bạn nhé. Chiếc máy này còn được trang bị màn hình 2K OLED luôn. Các bạn đều biết rồi, màn OLED nó là màn hình cao cấp nhất đang chạy đua vũ trang năm 2020, 2019 bây giờ luôn, đến 2020 rồi. Bây giờ những chiếc máy là 4K OLED luôn thì chúng ta phải bỏ ra cái màn không là mười mấy triệu rồi. Màn OLED nó gọi là cái màn điểm đen tuyệt đối luôn, nó đen xì luôn, thì nó phù hợp cho các bạn mà cần màu sắc màu trung thực, đặc biệt là các bạn sử dụng trong lĩnh vực quảng cáo hay là cả lĩnh vực kiểu tranh chiếc ABC thì chiếc máy nó cực kỳ phù hợp. Và chiếc máy này ở thời điểm xuất xưởng đầu tiên của nó sẽ có giá đâu đó nó khoảng tầm 40 củ. Nhưng thưa các bạn là hôm nay mình làm xong, trải nghiệm xong thì chiếc máy này mình xách từ thị trường Mỹ về, mình sẽ bán cho các bạn giá bao nhiêu các bạn biết không? 21 triệu cho cái cấu hình như này. Máy được trang bị đó là i7-6500, RAM 16GB, SSD NVMe 512GB, kèm theo cả màn hình đó là GTX 965 và kèm theo một cái màn hình OLED tuyệt đẹp luôn. Đặc biệt chiếc máy này phù hợp cho cả các bạn làm văn phòng. Bởi vì tại vì sao như vậy? Nó mỏng, nó bé mà, nó nhỏ mà. Các bạn có thể mang bất cứ đâu và chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc máy này ngay sau đây. Vâng thưa các bạn, đây là một chiếc laptop thì các bạn biết rồi, nếu mà định hình về thiết kế của họ thì rất là riêng biệt với một cái logo người ngoài hành tinh. Các bạn sẽ thấy là vỏ máy nó làm bằng hợp kim nhôm, mazue và thậm chí nó có sợi thủy tinh để cấu tạo nên chiếc máy này vô cùng chắc chắn. Trọng lượng tổng thể của nó đó là 2,1 kg các bạn ạ. Đấy, nhỏ bé xinh xắn và kiểu thiết kế rất ngầu luôn. Các bạn sẽ thấy là hai hốc tản nhiệt đằng sau rất là lớn luôn, mặc dù đây là dòng sản phẩm màn hình 13,3 inch. Nhưng ở đây còn tích hợp hẳn một cổng eGPU để các bạn có thể cắm thêm cặp màn hình từ bên ngoài với sức mạnh khủng hơn. Ở đây chúng ta sẽ có một cổng HDMI nữa để chúng ta kết nối ra TV hoặc có thể là màn hình PC từ bên ngoài. Ai chà, chiếc máy này sẽ có một giao tiếp ở đây. Các bạn sẽ thấy là cổng USB Type-C này. Các bạn sẽ thấy ở đây là cổng LAN. Đây là cổng USB. Đây là cái hốc để tản nhiệt này. Rất là độc đáo luôn. Và bên này thì chúng ta sẽ có một thiết kế kiểu dạng đầu như con mãng xà này. Các bạn sẽ thấy này, đó. Đặc trưng của Alienware và chúng ta mở máy cũng khá là đơn giản. Ở bên này sẽ bố trí cổng sạc này. Và đây là cổng USB nhưng có tích hợp của pin đây. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể cắm cáp smartphone, cáp máy tính bảng để chúng ta cắm không cần sạc máy. À ý mình là không cần bật máy nhưng vẫn có thể sạc pin. Đây là cổng phone, cổng mic và đây là cái hốc loa này. Các bạn sẽ thấy là mở chiếc máy này ra thì chúng ta sẽ mở đây. Ai chà, bên trong máy thì đã là chủ máy cũ nâng cấp với hai con RAM có các khay tản nhiệt này, 16GB này. Đây ổ cứng của nó thì với giao tiếp 2,5 inch như là chúng ta sẽ có một cái đế chuyển để chúng ta có thể cắm ổ cứng SSD NVMe của Intel. Các bạn sẽ thấy ở đây này. Đó. Mặc dù là chiếc máy rất bé nhưng chúng ta sẽ thấy là hai quạt tản nhiệt đây. Mình không tiện tháo cả cái máy này ra. CPU, GPU các bạn sẽ nhìn thấy nó dán trực tiếp trên bo main, chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp này. Đây là cáp cắm pin này. Đây là Wi-Fi AC các bạn nhé. Vị trí là chiếc máy nó chỉ cắm tối đa ra 16GB như này dùng cũng đã ngon rồi. Ổ cứng SSD này. Đó. Các bạn ơi, đây là mặt trước của chiếc Alienware đó là 13R3, tới cho các bạn xem cấu hình. Các bạn sẽ thấy một cái led thiết kế cực kỳ độc đáo này. Đây, tên của máy này Alienware 13R2. Máy này trang bị vi xử lý i7 Core i7-6500 này, RAM 16GB này. Cảm hình sử dụng trên máy là các on đó là HD Graphics 520. Các bạn sẽ thấy màn hình của nó với độ phân giải đó là 2560x1440 60Hz các bạn nhé. Đây, cả màn hình rời của nó này. GTX 965 với dung lượng là 4GB gốc và chúng ta có thể mở rộng tối đa đó là 12GB này. Có nghĩa là xe bộ nhớ từ RAM các bạn nhé.
Các bạn sẽ thấy một cái LED thiết kế của chiếc màn hình đặc trưng của Alienware là chúng ta sẽ thấy kiểu hình đầu như con mãng xà như này này. Sẽ tích hợp một cái lớp nó kính để chúng ta có thể cảm ứng được. Các bạn lưu ý đây là màn hình OLED, đó là màn hình điểm đen, gọi là điểm đen tuyệt đối. Khi chúng ta bật cái gì thì nó đen xì luôn. Đó. Nên chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng sắc nét những cái hình ảnh ở trên cái màn hình này. Mình đã test ổ cứng này. Ổ cứng của máy đạt được gần 1,3GB một giây và tốc độ ghi khoảng 572MB. Đây là ổ cứng SDLVME. Nói chung ở cái thời điểm mà có cái ổ cứng mà để chạy được trong dòng CPU thế hệ 6 LVME như này cũng là nhanh rồi các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy cam được để chìm bên trong cái lớp kính này, chìm luôn các bạn ạ. Logo Alienware sáng như này này. Cái này thì phiên bản này thì nó lại tắt cái LED ở cái con chuột này đi, còn trên phiên bản màn hình 14 inch này, màn hình 15,6 inch, 17 inch thì con này nó sẽ chuột nó sẽ sáng. Bàn phím đặc trưng của Alienware này. Các bạn sẽ thấy này. Và LED phím này có thể là màu xanh. Các bạn sẽ chỉnh được cái này nhá. Với hành trình bàn phím kiểu chim chim như này, có cái rãnh như này và to như này, mình sẽ thử cảm giác bấm này. Khá chuẩn. Mặc dù đây nó chỉ có tiết diện đó là 13,3 inch. Và đây là cái logo. Người ngoài hành tinh nhưng thực tế đây là phím bấm nguồn. Và đây chúng ta sẽ có đèn tín hiệu của ổ cứng này, wifi này, máy đang chạy này. Ở đây là mình đang dán một cái lớp carbon, dán giả carbon lên trên, nhìn nó đẹp và chống xước cái máy của chúng ta. À, chuột này. Một cái máy này tích hợp để chơi game các thứ nên là cái chuột của nó bấm cũng phải cực kỳ sướng này. Đó. Các phím điều hướng ở đây rất là to luôn. Ở đây chúng ta sẽ có phần mềm điều khiển của nó này. Đây là Alienware Command Center này. Các bạn sẽ thấy này. Phần mềm đặc trưng để điều khiển LED xung quanh bàn phím, LED xung quanh máy. Bật lần đầu nên chúng ta phải loát mất một lúc. Đây các bạn sẽ thấy là cái tính năng này, nó sẽ xuất hiện dần ở đây. LED chúng ta có thể chỉnh từng vùng trên bàn phím nhé. Đây là LED từng vùng các bạn ạ. Đây là xanh, đỏ, tím, vàng, các kiểu của đại điểu này. Cho cái LED phát xem này, đỏ đi. Đó, cho cái phần vùng này nữa đi. Đấy, các bạn thấy là mình tắt đèn đi. Các bạn sẽ thấy là bàn phím nó rất là nhiều màu, độc đáo luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy các điểm, ký tự đây là từ số này. Để nhìn và để chỉnh này các bạn này. Sẽ có 8 phần vùng để các bạn chỉnh này. Đây. Đó. Các tính năng khác của nó nữa nhá. Đây. Các kiểu con đại điểu luôn. Chiếc máy này mà ngồi đi cà phê, cà pháo mà đem ra để nhìn quá độc đáo luôn. Vâng, thưa các bạn, đối với một chiếc máy mỏng nhẹ thì không ai nghĩ nó lại có khả năng tản nhiệt tốt như con Alienware này. Các bạn sẽ thấy đây, mình đang cày kéo ở chế độ màn hình 2K và đang chạy ở chế độ Full Max 3D. Mà nhiệt độ của CPU nó chỉ ở ngưỡng đó là 70 độ. Còn trong khi đó thì GPU ở ngưỡng 81 độ. Hiếm có những chiếc máy là màn hình 13 inch mà có thể chạy khả năng lại chịu được tản nhiệt như này. Các bạn thấy nó bé thôi, nhưng bên trong máy thì các bạn sẽ thấy là hai quạt tản nhiệt rất là to luôn. Ống tản nhiệt các kiểu còn là điều. Và mức FPS chúng ta có thể nhận được đến 20. Trong khi đó thì các bạn sẽ thấy là những dòng chip U mà nếu mà không có trang bị cả đồng hóa rời, kể cả dòng CPU thế hệ mới nhất bây giờ thế hệ 10, còn i5 chẳng hạn thì chúng ta chỉ nhận được mức FPS tầm khoảng 12 thôi. Thì các bạn sẽ thấy là sức mạnh của một chiếc máy có tích hợp cảm ứng rời nó mạnh hơn như nào. Thì các bạn sẽ thấy là mức FPS 20 luôn. Và nhiệt độ trung bình, biểu đồ nhiệt độ chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây. Cũng các bạn sẽ thấy nó là khoảng tầm hơn 70 độ, 80 độ này, nó hơi nhỏ bởi vì chữ nó nhỏ các bạn ạ. Nhiệt độ nó dừng rồi các bạn nhé. Nhiệt độ của CPU 70 độ, nhiệt độ của GPU 80 độ, cày kéo chế độ đó là Full Max 3D. Vâng, thưa các bạn, để chứng minh sức mạnh nano đồ họa render 3D, các bạn sẽ thấy là con chip U. Anh em sẽ thấy là nó hơi chậm đúng không? Đối với những con chip máy HQ, chip H thế mới hoặc Core i9 nó chạy vèo vèo luôn. Và điểm số của một con chip U thì mặc dù nó không ấn tượng nhưng vẫn có thể là các bạn sẽ làm được. Các bạn sẽ thấy nè. Điểm số của em i7 này nó chỉ đạt đó là 6005U, nó chỉ đạt là hơn 300 thôi các bạn ạ, 306CB. Thực tế điểm số này chỉ vừa đủ để chúng ta cày kéo những cái tựa game cũng như các bạn làm đồ họa ở mức phổ thông tầm trung, các bạn làm lập trình thì tốt. Còn việc các bạn chơi game thì nó phụ thuộc vào đó là cả màn hình. Các bạn sẽ thấy ở đây là chúng ta sẽ có NVIDIA GeForce GTX 965 với dung lượng 4GB. Còn con CPU này thì nó chỉ có 2 nõi 4 luồng thôi. Cũng là thấp hẳn các bạn ạ. Còn bây giờ con chip U bây giờ thế hệ mới nó 4 nõi 8 luồng các bạn nhé. Lưu ý là CPU và GPU gắn chết trên bo mạch chủ, chứng minh thế là chúng ta không có khả năng cấp. Và may quá ở đây, một chiếc máy bé con nhưng được trang bị cảm ứng GTX thì hơi nạ nhưng lại giúp cái máy chúng ta cày kéo đồ họa ngon hơn. Các bạn sẽ thấy là mức FPS đồ họa mô phỏng 4D ở đây, chúng ta đạt mức FPS tương đối là ấn tượng. Và đặc biệt là khi nào ở mức độ như này thì nhiệt độ của GPU chỉ 52 độ,
nhiệt độ của CPU chỉ 59 độ rồi các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là điểm số FPS có cả màn hình có khác 67,38 FPS các bạn nhé. Còn những chiếc máy mà chạy cả màn hình thông thường với con card chẳng hạn như mới 130 mới hoặc là 230 thì nó chỉ có bao nhiêu nhỉ? Hơn 40 một chút thôi. GTX thì nó khỏe hẳn các bạn ạ. Hỗ trợ các bạn chơi game và làm đồ họa cực kỳ ngon lành. Vâng, thưa các bạn, đặc biệt nhất của chiếc máy này phải nói đến màn hình. Đây. Lưu ý các bạn, đây là màn hình OLED các bạn nhé. Tỷ lệ bao phủ màu của chiếc màn hình này nó rất điên rồ luôn, lên đến 206% tỷ lệ phủ màu SRGB các bạn ạ. Quá điên rồ. Trong khi đó những chiếc máy thì nó chỉ đạt màn hình mình cho là 100% đã ngon lắm rồi. Mà đây tặng những bao nhiêu? 206%. Và độ sáng của màn hình đạt 292 nits, cao hơn rất nhiều so với những chiếc màn hình trung bình nó đạt khoảng 250. Mình sẽ cho góc nhìn của màn hình này, các bạn sẽ thấy này. Điểm đen tuyệt đối, góc nhìn màn hình chắc chắn sẽ rất là rộng, 178 độ. Này, màu sắc này nó hiển thị này. Cho nó ái cớ để anh em nghe nhá. Chiếc máy này thì người bé nhưng mồm không hề bé, âm thanh nghe rất nổi trong cái phòng hơn 20 mét của mình. Và đặc biệt màn hình của nó thì miễn bàn, miễn chê. Tỷ lệ phủ màu của nó còn đạt hơn cả mấy chiếc Dell XPS thế hệ mới hiện nay. Nhưng độ sáng màn hình đạt là 292 nits cho một chiếc máy đó là màn hình 13,3 inch. Mình đánh giá luôn với các bạn đây là chiếc màn hình đẹp nhất thế giới trong phân khúc màn hình 13,3 inch các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, một chiếc máy có màn hình 13,3 inch chơi game thì đã là hiếm rồi đúng không? Nhưng với cấu hình khỏe để anh em ta chơi còn kinh khủng hơn. Đây là tựa game Hero. Các bạn sẽ thấy đây là đồ họa 3D luôn anh em nhé. Đấy, mức FPS đạt 60. Các bạn sẽ thấy là những hình ảnh đây mình làm nó chuyển động rất mượt luôn. Mà mức tiêu thụ của cả màn hình ở đây thì các bạn sẽ thấy nó chỉ hoạt động 80%. À, có lúc lên 100 chứng tỏ là đồ họa của nó game này ăn hết luôn. CPU cũng ăn luôn, các bạn sẽ thấy là 84%. Chứng tỏ là cày cũng ác. FPS sẽ dao động từ 60 hơn 60. Và nhiệt độ của GPU ở mức 66 độ, CPU ở mức 78 độ, 78-79 độ và có những lúc nhảy lên 83 độ. Và chúng ta sẽ thử test khoảng vài trận game, chơi thử khoảng một tiếng xem máy chơi có ngon hay không các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là hình ảnh ở đây chúng ta nó mô phỏng đồ họa 3D, nhìn mọi thứ nó rất là thật luôn, giống trong các phim khoa học viễn tưởng chúng ta hay từng chơi. Với cấu hình như này thì anh em chúng ta chơi game thì anh em có thử cài vào chơi xem có ngon hay không anh em nhé. Còn ở đây thì mình test tựa game này thì mình thấy tương đối là ổn. Còn với cấu hình như này thì mình nghĩ các tựa game tầm trung anh em chúng ta hoàn toàn thoải mái cài vào để chơi. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm đó là chiếc Alienware 13R2 các bạn nhé. Những cái điểm được của chiếc máy này, đầu tiên đây là một chiếc máy có lẽ là bắt mắt nhất trong phân khúc màn hình 13,3 inch. Và mình dám khẳng định với các bạn đây là chiếc máy có màn hình đẹp nhất ở phân khúc máy tính màn hình 13,3 inch, thậm chí là màn hình 15,6 inch. Bởi vì đây nó là màn OLED. Nói chung là màn OLED thì được cái là màn đẹp đấy. Mà con này mà không may mà các bạn có thể làm rơi làm vỡ thì thôi chết tiền. Mình nhớ cách đây cũng lâu phết rồi, năm ngoái thì phải. Một khách hàng không may làm vỡ cái màn hình OLED của con 13,3 inch, mình thay đến 15 triệu các bạn ạ. Trong khi đó con màn hình này nó đắt, giống như TV OLED ấy. Các bạn dùng máy này, các bạn mua máy cũng phải cực kỳ cẩn thận. Và việc máy được trang bị RAM 16GB thì đối với dân kinh doanh, dân lập trình hay các bạn chạy các ứng dụng giả lập mô phỏng chẳng hạn thì đây RAM này rất là ngon rồi. Đấy. Ổ cứng SSD NVMe của Intel 512GB cũng rất là ngon. Mặc dù là tốc độ của nó không hẳn là ngon hẳn, nhưng với tốc độ đọc lên đến 1,3GB một giây cộng với tốc độ ghi gần 1GB thì mình thấy đây là một chiếc ổ cứng mình thấy là chấp nhận được. So với ổ cứng cơ, nhanh hơn đến vạn lần luôn, quá nhanh luôn. Và màn hình cảm ứng OLED lại còn có thêm cảm ứng nữa các anh em ạ. Cảm ứng nó sẽ phù hợp cho các bạn mà thường xuyên dùng các phần mềm chấm chấm chọc chọc trên màn hình, đặc biệt bây giờ có dùng tay để sáng tác tranh hoặc các ứng dụng để mua ứng dụng kiểu vuốt ngang, vuốt dọc hoặc trình chiếu thì cái màn hình cảm ứng này cực kỳ ok. Nó thực sự là cái màn hình này xem phim thì hơi phê, mà xem ảnh ít thì lét căng luôn, mà đặc biệt là các bạn ảnh phân giải lớn thì cực kỳ tuyệt vời với độ phân giải là 2K 2560. Nhưng lưu ý các bạn thì màn hình này thì nó hơi nhỏ, 13,3 inch,
nên đối với anh em mà làm việc chuyên nghiệp thì lại hơi bé đấy. Nhưng mà đối với anh em mà ngồi làm văn phòng, thích một chiếc máy độc đáo, thích một chiếc máy mỏng nhẹ, thậm chí là các bạn lữ đi chăng nữa đi, dùng con máy này nó quá nổi bật luôn đấy. Thế vậy thì những cái ưu điểm của nó thì các bạn sẽ thấy là thiết kế ngầu này, hiệu năng tốt này, màn hình đẹp này, âm thanh của nó cũng tương đối là tốt, với thời lượng pin cũng tương đối ổn. Thế vậy thì nhược điểm của chiếc máy này là gì? Nhược điểm thì đơn giản, thì đây là cái màn hình thì 13,3 inch, chơi game thì hơi bé này. Thứ hai nữa là chiếc U i7-6005, nếu để so với những chiếc máy chơi game chuyên nghiệp thì chiếc U nó lại đuối này. Đấy, nhưng may quá lại bù lại được cái là cạc màn hình GTX 965 với dung lượng 4GB, cày kéo game thì mình thấy tương đối ổn. Nhưng lưu ý, đây là chiếc U, chính vì thế nó không thể làm đồ họa nặng được hoặc là chơi game chuyên nghiệp nặng được. Còn về cơ bản thì nó cày kéo rất ok. Và tóm đi tóm lại thì bù lại đây là chiếc máy nó mỏng nhẹ, cơ động, dành cho các bạn thường xuyên di chuyển đi lại mà cần một chiếc máy gọi là độc đáo thì đây là một chiếc máy tuyệt vời luôn. Chiếc máy nó cho phép các bạn chỉ nâng cấp được ổ cứng thôi, RAM thôi, ngoài ra các linh kiện onboard trực tiếp trên bom mềm chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Tóm lại là chiếc máy này sẽ dành cho các bạn như nào nhỉ, đồ họa ở mức tầm trung, chơi game ở mức cơ bản, lập trình thì quá ngon, văn phòng thì quá đỉnh rồi, giải trí thì quá phê đấy. Còn những điểm yếu thì mình cũng nói rồi. Và thưa các bạn, là chương trình giới thiệu, tư vấn và đánh giá chiếc Dell Alienware 13R3 phiên bản màn hình OLED cực kỳ đặc biệt của mình. Xin đây là các bạn có sản phẩm gì hay, độc đáo, mới lạ, vui như này lại mang lại giới thiệu mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.